Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Phường Tích Sơn ưu tiên hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế. Trung tâm y tế huyện Lập Thạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết Biển Đông và Hoa Đông. Pháp chống lực lượng phiến quân nhà nước Hồi giáo. Nga ban hành lệnh cấm cung cấp, buôn bán và vận chuyển vũ khí. Sau đây là nội dung chi tiết. Xóa đói giảm nghèo là một trong những chính sách lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã chung tay góp sức tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, nhiều năm qua, cuộc vận động ngày vì người nghèo được phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên triển khai hiệu quả, đã hỗ trợ nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tư liệu sản xuất, xây dựng nhà ở, mang lại niềm vui, tạo động lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Nga là một trong những hộ gia đình thoát nghèo điển hình của phường. Trước đây, gia đình chị có 4 người con, hai vợ chồng lại không có nghề nghiệp ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước cho vay vốn phát triển kinh tế, xây nhà ở và sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân địa phương, năm nay gia đình chị đã thoát nghèo bền vững. Gia đình tôi trước là hộ nghèo, tên được Đảng và nhà nước quan tâm đến hỗ trợ để làm được gian nhà để mở cho các em ở bây giờ, và đã chăn nuôi và đã sắm được một cái xe đấy để cho chú đi làm. Thế rồi thì là đến bây giờ thì được Đảng và chính quyền quan tâm thì gia đình đã được vay vốn để làm ăn phát triển. Nên đến nay thì đã 2014 gia đình đã làm ăn phát triển kinh tế, đã thoát nghèo. Để các gia đình nghèo có thể thoát nghèo bền vững, không thể thiếu sự vận động, tuyên truyền và vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương. Đây là yếu tố mang tính quyết định trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Đối với những hộ đang thuộc diện khó khăn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tích Sơn luôn tạo điều kiện để các hộ được hưởng những chính sách hỗ trợ ưu đãi nhất, trong đó có ưu tiên hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Phường Tích Sơn hiện còn 36 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể, song Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tây Sơn sẽ vẫn nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế để phường sớm không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Với vai trò là lực lượng trẻ xung kích trong phát triển kinh tế ở địa phương, nhiều đoàn viên thanh niên xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn và trở thành nòng cốt trong kinh tế gia đình. Hiện nay, xã Liên Châu có 1.900 đoàn viên thanh niên, trong đó có gần 30% số thanh niên làm kinh tế trang trại, gia trại với nhiều mô hình như nuôi bò sữa, nuôi lợn, nuôi cá. Để giúp đoàn viên thanh niên cùng gia đình của họ có thêm kiến thức về chăn nuôi, đoàn thanh niên xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến về kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Qua đó đã tạo động lực, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế trang trại. Trên thực tế, với những nỗ lực của đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế trang trại đã phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời còn góp phần xây dựng nhiều mô hình kinh tế phát triển bền vững, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm ổn định cho người thân trong gia đình. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta và sự biết ơn những cống hiến, hy sinh mất mát đối với những người có công với cách mạng, Xưởng tăng X-32 binh chủng tăng thiết giáp đã tổ chức nhận và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Bát, thôn Đoài, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Mẹ Bùi Thị Bát sinh năm 1919, hiện đang cư trú tại thôn Đoài, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Mẹ có chồng và người con là liệt sĩ Phạm Văn Bốn tham gia kháng chiến chống Pháp và con trai thứ hai Phan Văn Vạn tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tại buổi lễ, đại diện xưởng tăng X-32, chính quyền địa phương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ, chúc mẹ luôn vui vẻ sống lâu để tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, xưởng tăng X-32 đã trao tặng quà và tiền phụng dưỡng hàng tháng cho mẹ Bùi Thị Bát là 600.000 đồng. Được biết, đến tháng 12 năm 2014, xưởng tăng X-32 đã nhận và phụng dưỡng 31 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại nhiều địa phương khác nhau.
Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện sự tri ân công lao và hy sinh thầm lặng của mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ xưởng tăng X-32 và chính quyền địa phương đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch hiện có 124 cán bộ, y bác sĩ với 13 khoa và 5 phòng chức năng. Trong đó có 15 bác sĩ trình độ đại học và sau đại học, còn lại là các y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng. Do số lượng bác sĩ chuyên khoa chưa cao, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn ngày một tăng, trung tâm đã có những biện pháp đào tạo cụ thể nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ y bác sĩ, như gửi cán bộ đi đào tạo tại các đơn vị y tế uy tín, chất lượng ở Hà Nội, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn theo từng chuyên ngành như đa khoa, răng hàm mặt, tim mạch, nội tiết, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân. Để nâng cao chất lượng cho cán bộ công tác điều trị ở đây thì chúng tôi thấy là có 3 cái điểm rất quan trọng. Một là về phải nâng cao chất lượng cho cán bộ thì mới nâng cao được chất lượng điều trị. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao ý đức, và cái thứ ba tức là phải sắp xếp bố trí các khoa phòng từ khâu khám bệnh cho đến khâu chữa bệnh làm thế nào nó một cách hợp lý thì chất lượng mới cao được. Thế thì riêng về vấn đề đào tạo thì chúng tôi ở đây có đào tạo 3-4 cái hình thức đào tạo. Một là đào tạo ở tuyến trung ương để đào tạo các bác sĩ sau đại học. Thế rồi đào tạo ở tuyến tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn. Và đào tạo tại chỗ là chúng tôi theo cái đề án 1816 mời các cái trung tâm lớn, các bệnh viện lớn về cầm tay chỉ việc ngay tại trung tâm. Thường xuyên đến đây khám định kỳ mỗi tháng một lần. Và trong cái quá trình đến đây khám chữa bệnh thì chúng tôi cảm thấy là các bác sĩ cùng với lại nhân viên y tế ở đây là cũng các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình, chu đáo và tận tình với bệnh nhân. Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trung tâm cử hơn 10 cán bộ đang theo học các lớp bác sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2, bác sĩ chuyên tu, cử nhân, góp phần nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ các khoa phòng, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Với số phiếu ủng hộ tuyệt đối, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết liên quan tới vấn đề Biển Đông và Hoa Đông. Nghị quyết mang mã số HR714 lần đầu tiên được thông qua tại Hạ viện với sự ủng hộ tuyệt đối, cho thấy mối quan tâm ngày càng sâu sắc của các nhà lập pháp Mỹ đối với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp trong khu vực, trong đó có Biển Đông. Nghị quyết đã khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được các nước công nhận đối với các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố Paris sẵn sàng tăng cường các hành động chống lực lượng phiến quân nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq. Trong tuyên bố chung với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Paris, ông Hollande nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Iraq, hiện đang là nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn. Nhà lãnh đạo này đồng thời khẳng định Pháp sẽ tiến hành các hoạt động chống IS một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tháng trước, chính phủ Pháp cho biết sẽ điều 6 chiến đấu cơ Mirage tới Jordan để hỗ trợ cuộc chiến chống IS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh cấm cung cấp, buôn bán và vận chuyển vũ khí cũng như các vật liệu sát thương liên quan từ lãnh thổ Nga tới bờ biển Nga cũng như tiến hành bởi công dân Nga. Lệnh cấm trên được áp đặt theo tinh thần nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 29 tháng 4 trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia Tây Phi này. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với hàng tiếp tế phục vụ chiến dịch của Liên Hợp Quốc tại bờ biển Nga và các lực lượng Pháp tham gia chiến dịch này, cũng như hoạt động trung chuyển hàng tiếp tế phục vụ các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Diễn đàn ngành Internet Trung Mỹ đã thu hút sự tham gia của 150 đại biểu, trong đó có ông Lỗ Vĩ, chủ nhiệm Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc, và bà Catherine Noveri, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Mỹ. Trong bài phát biểu, ông Lỗ Vĩ cho biết Trung Quốc đã trở thành thị trường Internet lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu trang web, 600 triệu cư dân mạng và có 4 trong tổng số 10 công ty Internet hàng đầu thế giới. Theo quan chức này, sự bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề mạng phản ánh sự thiếu tin tưởng giữa hai nước. Về phần mình, bà Novelli cho rằng hai nước đang hợp tác trong nhiều vấn đề liên quan đến Internet. Hai nước có trách nhiệm chung thiết lập thêm hệ thống truy cập bằng thông rộng, đặc biệt ở thế giới đang phát triển. Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samalas đã bác bỏ yêu cầu của Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về việc tăng thuế để đáp ứng những điều kiện mà các chủ nợ này đề ra trong gói cứu trợ tài chính đối với quốc gia này. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế do Phòng Thương mại Hy Lạp Mỹ tổ chức ở thủ đô Athens, Thủ tướng Samalas nhấn mạnh Hy Lạp đang tiến tới đợt kiểm toán cuối cùng về chương trình cứu trợ tài chính, dự kiến sẽ hết hạn trong tháng 12 này. Ông cho biết các chủ nợ quốc tế đã đưa ra điều kiện về tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, nhưng ông đã bác bỏ. Người đứng đầu chính phủ Hy Lạp cũng chỉ trích bộ ba chủ nợ gồm EU, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tìm cách gây áp lực lớn đối với Hy Lạp, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ đáp ứng các mục tiêu ngân sách đã đề ra mà không cần áp dụng thêm các biện pháp mới theo yêu cầu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016, quy định triệu tập kỳ họp thứ 11. Kỳ họp sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với các báo cáo theo luật định và các chuyên đề được trình đưa ra thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và toàn bộ diễn biến của kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016 trong 3 ngày, mùng 10, 11 và 12 tháng 12. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức của dân tộc và truyền thống vẻ vang của quân đội, cùng với cả dân tộc tạo nên những chiến thắng vĩ đại, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Quân
đội nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn mươi năm đất nước thanh bình, những câu chuyện chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ. Nhưng dưới những tượng đài bất tử, những cuộc hành hương, những nghĩa cử tri ân không bao giờ kết thúc. Bởi đó là đạo lý, là mạch nguồn tạo nên sức mạnh Việt Nam. Quảng Trị, mảnh đất thiêng, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng vạn người con khắp mọi miền đất nước. Tổ quốc ghi công, đồng chí, đồng bào nghiêng mình trước những linh hồn bất tử. 72 nghĩa trang lung linh nến, hơn 5 vạn mộ phần của các chị, các anh có bình hoa đẹp giữa không gian linh thiêng, trời đất giao hòa trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là ý tưởng, là mục đích của chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, tỉnh đoàn và Hội cựu chiến binh tỉnh phối hợp vận động thực hiện. Ban vận động chương trình trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình như một nén tâm nhang thắp lên mộ phần những người xả thân vì nước. Ban vận động đón nhận tấm lòng của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân tại địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà hoặc qua số tài khoản 102-01-0000-393-872 tại Ngân hàng Công Thương Quảng Trị. Ban vận động chương trình xin đón nhận và tri ân sự chung tay của quý vị. Trung bình mỗi ngày có 3 cá thể tê giác bị thảm sát để lấy sừng ở Nam Phi, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sừng tê giác không phải là thần dược, cũng không thể hiện đẳng cấp. Thực tế, sừng tê giác có thành phần cấu tạo giống như sừng trâu. Hãy cùng với Hồng Nhung chung tay chấm dứt nạn thảm sát tê giác này. Đừng mua bán hay sử dụng sừng tê giác. Thông báo về việc phát sóng kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền hình cáp Việt Nam. Nhằm đa dạng hóa các phương tiện truyền dẫn phát sóng từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, kênh truyền hình Vĩnh Phúc chính thức phát sóng trên toàn bộ hệ thống truyền hình số của hệ thống mạng truyền hình cáp Việt Nam và phát sóng kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền hình analog của Trung tâm truyền hình cáp Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Để thu được kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền hình cáp Việt Nam, quý khán giả vui lòng dò lại kênh theo thông số thu như sau. 1. Đối với hệ thống truyền hình analog, tần số thu 479,25 MHz. 2. Đối với hệ thống truyền hình số, tần số thu 850 MHz. Chi tiết xem tại website http://www.vinhphuctv.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại 02116250552 hoặc 02113840866.